cái thách thức đầu tiên đó là liên quan đến vấn đề về tài chính. Thứ hai nữa là liên quan đến vấn đề về kiến thức, về kinh nghiệm. Như quý vị thấy thì đây là cái nem cạc của DD. Thì mỗi nhân viên sẽ được lựa chọn một cái màu mà mình yêu thích. Thì điều này nó cũng nói lên cái giá trị của DD, đó là tôn trọng cái sự đa dạng và thúc đẩy cái sự đa dạng trong tổ chức của mình, và đặc biệt là thúc đẩy cái đa dạng và hòa nhập người khuyết tật tại các cái doanh nghiệp. Thì cái việc mà thúc đẩy cái sự đa dạng, trong đó có cái sự tham gia một cách bình đẳng và đầy đủ của người khuyết tật vào tất cả các hoạt động xã hội, và đặc biệt là tham gia vào cái môi trường làm việc, thì nó giúp tạo ra cái năng suất, cái hiệu quả cho tổ chức. Và thậm chí là khi mà chúng ta có nhiều thành phần, nhiều đối tượng, nhiều cái giới tính, nhiều cái sự khác biệt tham gia vào, thì chúng ta sẽ có được cái góc nhìn của nhiều bên, và đặc biệt là chúng ta sẽ cung cấp được những cái dịch vụ, những cái hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng của mình. Ở cái mô hình mà hòa nhập người khuyết tật vào tất cả các hoạt động, đặc biệt trong đó có hoạt động liên quan đến giáo dục nghề nghiệp và việc làm hoặc là sinh kế, thì nó tạo ra một cái nhận thức cho giới trẻ nói riêng và cho cộng đồng nói chung, xã hội và giới trẻ hiểu hơn về khả năng và năng lực của người khuyết tật. Ví dụ như trước kia thì khi mà chúng ta không có thấy người khuyết tật xuất hiện nhiều ở ngoài đường, hoặc là nói là người khuyết tật vô hình đó, hoặc là khi mà chúng ta nhìn vào người khuyết tật thì chúng ta sẽ nhìn vào cái khuyết tật trước, cái khó khăn trước. Ví dụ như khi mình nhìn vào người khiếm thị thì mình sẽ thấy là người khiếm thị không thấy đường, hoặc là người điếc không nghe và không nói được, thì sao đi học mà đi làm được, thì sẽ cản trở mình sẽ nghĩ ngay đến những cái khó khăn và nghĩ là người khuyết tật sẽ không làm được cái này và không làm được cái kia. Khi mà cái việc mà người khuyết tật được hòa nhập vào giáo dục và nghề nghiệp và việc làm, và đặc biệt là đi ra ngoài nhiều, tham gia nhiều vào các hoạt động xã hội, thì lúc đó mọi người sẽ thấy cái hình ảnh của người khuyết tật sẽ trở nên bình thường hóa, và nó không có gì ghê gớm đặc biệt. Ví dụ như quý vị thấy là người khuyết tật làm việc ở Uniqlo, ở cái cửa hàng thời trang Uniqlo tại các cái trung tâm thương mại đó. Thì khi mà mọi người ở trung tâm thương mại thì rất là nhiều người, thì khi thấy một cái hình ảnh người khuyết tật mà làm việc như vậy thì người ta sẽ nghĩ vậy là người khuyết tật người ta vẫn có cái năng lực, mặc dù là có thể là bị dạng này, dạng tật này, dạng kia, bị rất là nặng, nhưng mà họ vẫn có thể có khả năng đi làm nếu như mà được tạo cái cơ hội học hành đến nơi đến chốn, hoặc tạo cái cơ hội về việc làm. Thì như vậy khi mà chúng ta hiểu về khả năng, nhìn người khuyết tật, nhìn vào cái năng lực, cái giá trị, thì lúc đó thì chúng ta sẽ tạo cái cơ hội để người khuyết tật được hòa nhập và có những cái hỗ trợ nó lâu dài, nó đúng cách hơn. Về bình đẳng giới thì đây là một câu chuyện rất là dài. Thật ra thì cái rào cản lớn nhất mà tôi thấy là chúng ta vẫn đang đối mặt, đó là cái định kiến về giới thôi. Ví dụ như trong cái lựa chọn nghề nghiệp thì có một số ngành nghề chúng ta mặc định rằng là chỉ có nam mới tham gia thôi. Ví dụ như là ngành về giao thông vận tải nè, ngành về xây dựng nè, thì chính cái định kiến về giới chúng ta tự đóng khuôn cái vai trò, cái hình ảnh của người phụ nữ trong một số cái nhiệm vụ nào đó, thì nó tạo ra những cái rào cản mà nó gây ra cái sự bất bình đẳng giới. Về vấn đề tài chính ấy, thì thực ra thì theo kinh nghiệm của DD, ngay từ lúc mới thành lập là DD đã xác định là mình phải minh bạch về tài chính. Khi mà chúng ta đã lựa chọn cái giá trị là minh bạch về tài chính rồi á, thì cái phần mà kiến thức với kinh nghiệm của chúng ta không có phải quá lo lắng. Chúng ta muốn nó làm minh bạch là chúng ta sẽ có cách để chúng ta làm. Còn nếu như mình có thêm cái kiến thức liên quan đến, ví dụ như là quản lý tài chính hoặc là kế toán kiểm toán nữa, thì chúng ta sẽ giúp cho cái năng lực về minh bạch giải trình của tổ chức nó tốt hơn thôi. Theo tôi thì cái quan trọng nhất là cái mình sẽ phải xác định cái giá trị đầu tiên của một tổ chức, đặc biệt là các tổ chức phi lợi nhuận, đó là cái giá trị về minh bạch giải trình. Khi mà chúng ta xác định chọn được cái giá trị đó đầu tiên rồi, chúng ta sẽ có rất là nhiều cách để chúng ta làm nó minh bạch. Đầu tiên thì tôi thì xuất phát điểm của tôi là tôi sẽ học về bên kinh tế, học kế toán kiểm toán, rồi sau đó học lên về quản trị kinh doanh. Thì cái khác biệt lớn nhất là khi mà làm việc ở các cái doanh nghiệp thì cái thu nhập nó cao hơn, và khi mà chuyển qua làm ở các cái tổ chức phi lợi nhuận thì đầu tiên thì cái
cái giai đoạn đầu thì cái ví dụ như tôi khi mà tôi tham gia DD 2005 thì cái thu nhập nó rất là thấp, và cái thách thức đầu tiên đó là liên quan đến vấn đề về tài chính. Thứ hai nữa là liên quan đến vấn đề về kiến thức, về kinh nghiệm trong cái lĩnh vực mà xã hội chúng ta đang làm, tôi đang làm trong cái môi trường kinh doanh. Sau đó tôi chuyển qua cái môi trường xã hội thì chúng tôi phải học lên rất là nhiều, ví dụ như là về như thế nào về phát triển cộng đồng, như thế nào là hỗ trợ đảm bảo được cái giải quyết được vấn đề về môi trường, về xã hội và về quản trị, hoặc là đảm bảo được cái sự phát triển bền vững, thì chúng tôi phải học những cái kiến thức thiếu đó.